Vâng, cảm ơn các nghệ nhân, cảm ơn nghệ nhân Bụt Dớ đã thể hiện cái nỗi cô đơn của một người đàn ông không có vợ, chưa có vợ, trên nhà rông những đêm tối mịt mùng như thế. Nhưng mà nghe xong bài nhạc này thì chúng tôi thấy nếu mà không có một nửa của mình mà cũng rộn ràng như thế này thì nó không phải là vấn đề lắm. Vâng, dù sao thì cũng chia sẻ với tất cả những người mà có tâm trạng như là Bắc Dớ vừa thể hiện. Ngay sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị lắng nghe một tiết mục do một cái bạn tên bạn 9 tuổi ạ. Vâng, tên là rất là hiện đại, Gucci. Tôi không hiểu là mẹ của bạn có là thích hàng hiệu hay không, nhưng bạn tên là Gucci. Bạn này 9 tuổi và người Ban Na, làng Cờ Tung, xã Ra, huyện Mang Giang. Thì năm ngoái bạn đã được ban tổ chức của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai trao cho giải đặc biệt xuất sắc, nhỏ tuổi nhất đặc biệt xuất sắc. Vâng, và bạn vẫn tiếp tục thể hiện đàn tơ rưng của mình cùng với gia đình mình. Đây là Gucci. Tôi không biết là đọc có chính xác như là cái thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới hay không. Vâng, và như tất cả các ngày, các đêm diễn ra chương trình cồng kiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm, chúng tôi có đặt một chiếc gùi ở phía trước nơi các nghệ nhân nhỏ tuổi đang biểu diễn. Quý vị có thể ủng hộ các nghệ nhân bằng cách đặt tiền vào chiếc gùi này ạ. Vâng, số tiền này sẽ được trao tất cả cho các nghệ nhân ngay sau khi chương trình này kết thúc lúc 21 giờ đêm nay. Chương trình cồng chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vẫn đang được thực hiện bởi cậu bé nghệ nhân Gucci 9 tuổi từ làng Cờ Tung, xã Ra, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Gucci từng được phong là nghệ nhân xuất sắc nhỏ tuổi nhất trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm ngoái, và năm nay thì cậu bé vàng của chúng ta vẫn đang thể hiện tài năng của mình bên cạnh cây đàn tơ rưng. Cảm ơn quý vị đã dành rất nhiều tình cảm cho bà con Ban Na, làng Cờ Tung, xã Ra, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Quý vị không chỉ ủng hộ tiền mà còn tham gia các vòng xoang. Quý vị không chỉ tham gia các vòng xoang mà còn rất nhiệt tình đứng xem say mê từ đầu buổi cho đến giờ. Và chương trình vẫn tiếp tục đến 21 giờ đêm nay. Chương trình cồng chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức sẽ hiện diện tại đây trong tất cả các buổi tối thứ bảy từ 19 đến 21 giờ. Và chúng tôi hy vọng là đây sẽ là nơi để các quý vị phụ huynh đem con của mình ra, đem con cháu của mình ra để chơi. Vâng, xin cảm ơn Gucci và ban nhạc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Gucci. Nắp tay ô luôn Gucci, nắp tay ô đấy. Tan bray boy,
vải áo bơi, vải áo của mẹ, vải áo bơi, vải áo của mẹ, vải áo bơi, ơi đom đóm mòn mòn, vải áo bơi, vải áo của mẹ, vải áo bơi, ơi đom đóm mòn. Tu ba vai yak trong tu ba vai boy tu ba vai me yak trong tu ba vai boy ơi dom dom mon dom tu ba vai boy tu ba vai me yak trong tu ba vai boy ơi dom dom mon dom a e đại bi bơi, đại bi mẹ, đại bi bơi, đại bi mẹ, đại bi bơi. Mục hát dân ca. Vâng. Từ ở Buôn Làng thì thưa quý vị, ở Buôn Làng thì có rất nhiều người lớn tuổi, nhưng mà cái tình